Sau khi mình thu được cái N-butanol bảo hòa, thu mình lắc phân bố với N-butanol bảo hòa nước, thì nó sẽ tách thành hai cái lớp ha. Nó sẽ tách thành hai cái lớp. Thường người ta sẽ dùng cái hệ thống đường chiết lắng cạn. Thì cái lớp trên á sẽ là cái lớp gì và lớp dưới là lớp gì? Mình sẽ thu được hai lớp. Thì cái lớp trên này là lớp N-butanol và lớp dưới là lớp nước ha. Lớp dưới là lớp nước. Thì cái lớp nước này nó là lớp trên nó sẽ chứa cái saponin nằm trong dung môi N-butanol, còn lớp dưới nó sẽ chứa các thành phần rất là phân cực ha. Và sau đó mình sẽ cô loại cái N-butanol và mình tiếp tục tinh chế tiếp cái saponin. Còn hoặc là người ta có thể, nếu mà trong một số trường hợp dược liệu có cái hàm lượng saponin rất là cao, thì người ta có thể lấy cái cao chiết bằng phần và người ta sẽ đi tủa bằng dung môi kém phân cực như diethylmethane hoặc acetone. Thì khi mà saponin có cái mặt đường dài nha, gặp hai cái dung môi này hoặc là những dung môi kém phân cực như chloroform chẳng hạn, hay là span, thì saponin sẽ bị tủa xuống và người ta sẽ thu lấy cái tủa này để được các saponin thôi. Đối với phương pháp chiết ha, thì những cái phương pháp chiết thông dụng, ví dụ như các bạn thấy ở cửa nhà, nếu chúng ta dùng bồ kết thì chúng ta gội đầu, thì thông thường chúng ta hay chiết nước chẳng hạn. Ở nhà ba mình ngâm rượu thì ba mình sẽ dùng phương pháp ngâm, đó là ngâm cái củ sâm ở trong cái hũ rượu ở cái độ cồn thấp, ví dụ phương pháp ngâm ha. Thì có nhiều phương pháp chiết, thì đối với saponin đa số đây là một hợp chất rất là dễ tan, thì người ta hãy sử dụng phương pháp chiết nóng nhiệt và phương pháp ngâm. Tất nhiên là với phương pháp ngâm thì người ta sẽ không ngâm với nước 100%, bởi vì nếu chúng ta để lâu thì cái này nó rất là dễ bị lên men. Một số phương pháp hiện đại khác có thể chiết bằng siêu tới hạn, chiết phê sóng, chiết xúc ra rắn vân vân. Là những phương pháp mà mình phải dùng để chiết xuất saponin. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái ví dụ minh họa nha. Thì đây là trong dược liệu này có chiết saponin. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ chiết bằng cái dung môi là ancol trong nước, có thể có cái phần trăm cái đây là một cái sơ đồ tổng quát rồi nha, sơ đồ tổng quát về cái quá trình chiết xuất và loại tạp trong cái dược liệu có chiết saponin. Thì người ta sẽ chiết bằng cái dung môi là ancol nước, thì cái này tùy bản chất của saponin. Nếu saponin có mặt đường càng dài thì người ta sẽ tăng cái tỷ lệ nước lên ha. Đấy, saponin có mặt đường ngắn thì người ta sẽ giảm cái lượng nước xuống. Sau khi chiết xong thì người ta sẽ đi qua quá trình đó là loại cái dung môi, người ta sẽ loại cái cồn này đi. Và bây giờ chúng ta sẽ được cái hỗn hợp saponin với tạp gọi là cao chiết bằng phần trong dung môi là nước. Thì để có thể thu được saponin có độ tinh khiết khác nhau ha, có saponin thô có độ tinh khiết khác nhau, thì người ta sẽ sử dụng một số phương pháp như sau. Trong trường hợp dung môi có cái hàm lượng cao, ví dụ như là trong bột kết đi, thì thường người ta xây cái dịch chiết này và người ta tủa trong dung môi hữu cơ. Khi người ta hòa tan cái cao chiết này vô trong dung môi hữu cơ thì saponin nó sẽ kết tủa các bạn nha, saponin nó sẽ kết tủa. Thường phương pháp này chỉ được áp dụng trong những trường hợp mà cái saponin có hàm lượng, cái dược liệu có hàm lượng saponin cao. Phương pháp thứ hai đó là người ta thay đổi pH. Thì trong trường hợp như là saponin có tính axit như trong cam thảo hay là lysergycin chẳng hạn, thì người ta có thể thay đổi pH của cái dịch chiết, thì lúc này saponin nó sẽ kém tan và nó sẽ tủa xuống. Thứ ba đó là người ta sẽ lắc phân bố dung môi N-butanol bảo hòa nước. Thì những cái saponin ví dụ như là có độ phân cực trung bình và thì nó sẽ dễ đi vào cái lớp N-butanol. Thường người ta áp dụng một thứ tự đó là nhân sâm, và các saponin có mặt đường rất dài thì thường nó sẽ kém tan hơn trong dung môi N-butanol. Một cái phương pháp mà được áp dụng cho rất nhiều đối tượng đó là sử dụng cái cột diazon HB20. Thì diazon HB20 là một cái loại rìa riêng được sản xuất bởi công ty Mitsubishi của Nhật Bản. Người ta sẽ đưa, người ta sẽ có một cái cột sắt ký thủy tinh ha. Bên trên này người ta sẽ nạp cái
bên trên này người ta sẽ nạp cái những cái hạt trừ sinh DIOMHP20. Thì cái hạt trừ sinh DIOMHP20 này nó có cái màu trắng và nó những cái hạt sốt các bạn nha. Và người ta sẽ nạp cái hạt này ở trong môi trường nước, và sau đó người ta sẽ đưa cao chiết lên. Thì khi đưa cao chiết lên đó, thì người ta sẽ rửa giải cái cao chiết này bằng dung môi có độ phân cực từ cao xuống thấp. Cao đó là đầu tiên là người ta sẽ rửa nước, sau đó người ta sẽ tăng độ cồn lên để thu được các sản phẩm có độ phân cực khác nhau. Thì đây là một cái quy trình tổng quát. Thì đối với là các sản phẩm có hàm lượng cao thì các bạn thấy là người ta cần các tổ trong dung hữu cơ. Sản phẩm có tính axit hoặc là có đường glucuronic thì người ta sẽ dùng những loại axit loãng. Đối với sản phẩm ít đường dùng n-butanol bảo hòa nước, đôi khi người ta có thể dùng isopropanol bảo hòa nước. Và nếu muốn để phân lập các saponin có cái khối lượng phân tử khác biệt nhau thì người ta có thể dùng các cái ray phân tử như là CPD-20. Và đối với các loại saponin và saponin có lượng phân cực khác nhau thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái cục phân bố với silicon pha đảo hoặc với DIOMHP20. Giờ chúng ta xem cái quy trình chiết xuất bột kết. Thì trước đây ở trong chương trình của thực tập phương pháp nghiên cứu dược liệu của các năm thứ năm, sau này chúng ta lại chia phân chuyên ngành thì chúng ta không còn làm bài này nữa. Nhưng trước đây bộ môn có cho các bạn thực tập chiết xuất saponin từ quả bồ kết. Thì bột quả bồ kết sẽ được đun hồi lưu với dung môi là cồn 96%, và chúng ta sẽ thu được dịch chiết cồn a loại cồn đi và hòa lại trong một cái lượng tối thiểu nha của methanol. Thu được một cái dịch chiết đậm đặc. Thì lúc này người ta sẽ chuẩn bị sẵn một cái bếp xe như thế này, có chứa dietinete. Thì sau đó người ta sẽ rót cái dung dịch methanol từ từ vào đây, rồi rót vừa khuấy đều ha. Thì lúc này saponin nó sẽ hình thành những cái tủa bông trong này, cái tủa. Và như vậy người ta để lắng và người ta lọc lấy thu được cái cắn này và rửa lại nhiều lần thì người ta thu được cái saponin, người ta thu được cái saponin toàn phần của quả bột kết. Với quá trình này cũng đặt một câu hỏi cho lớp mình, đó là vì sao cô không lấy dịch chiết cồn 96, cô rót và dietinete một cô lại, cô thu hồi đến cắn khô rồi từ cái cắn này mới hòa lại trong cái methanol. Rồi cô mời các bạn nào. Mai Hoàng Dương Quang có cái hình con gì rất là dễ thương nè. Dạ. Em đang suy nghĩ nếu mà dùng cồn thì em nghĩ là vì là cái methanol nó sẽ hòa tan được cái cánh đó tốt hơn, nên là mới dùng methanol, còn ethanol thì không được. Cô cảm ơn Quang ha. Các bạn nào có ý kiến khác bằng Quang không nào? Trương Thị Minh Yến. Cô Minh Yến. Để nó loại tạp hả cô? Để nó loại tạp, nó là gì nè? Bây giờ cô sẽ cho các bạn dùng như thế này nha. Để mình xem nè, khi mình lấy một quả bồ kết á, và mình chiết với cồn ha. Mình lấy một quả bồ kết, mình chiết với cồn thì mình thu được một cái dịch chiết toàn phần có rất nhiều thành phần ở trong đây và tan được trong cồn. Thế bây giờ nếu mình lấy dịch chiết cồn loãng hay là dịch chiết cồn đậm đặc, ví dụ mình lấy dịch chiết cồn chưa cua đặt lại, mình cho vào ethanol và dietinete, thì rõ ràng cồn với dietinete này nó cũng sẽ có hỗn hòa, nó sẽ hỗn hòa với nhau ở trong này đúng không? Còn là một dung môi vạn năng, như vậy dẫn tới cái việc là không xảy ra quá trình tủa gì hết, bởi vì lúc này saponin cũng sẽ tan được trong cồn với một cái lượng dung môi lớn. Thế bây giờ mình sẽ có một cái phương án thứ hai,
đó là chúng ta sẽ lấy cái dịch chiết cồn này cô đặt lại, cô đặt thôi nha, cô đặt đặt lại. À, thì như vậy cồn sẽ bị loại hết, gần hết, và trong này nó chỉ còn nước, đúng không? Trong này nó chỉ còn nước thôi. Và nếu chúng ta cho dịch nước mà dietinete, thì nước và dietinete là hai dung môi làm sao nào không hỗn hòa với nhau. Dietinete nó sẽ ở lớp trên và nước ở lớp dưới, rồi xong, chẳng có cái quá trình gì diễn ra ha. Đấy, như vậy chúng ta sẽ phải làm cái việc đó là cô loại hết nước thành cắn khô. Bây giờ nếu mà cắn khô mà đi hòa đi rắc vào trong cái, hoặc là dùng đi cái dietinete này hòa tan cái cắn này, nó cũng không tan, nó cũng không tan được ha, nó cũng không phân tán được. Cho nên chính vì vậy người ta dùng một cái dung môi đó là methanol với một cái lượng rất thấp. À, thì bây giờ vì sao lại phải sử dụng lượng methanol thấp như thế này? Bởi nếu sử dụng cái lượng methanol lớn thì nó cũng quay lại cái option 1 ở đây, tức là cho vào gặp etinete thì hai dung môi nó hỗn hòa với nhau và lượng methanol lớn đủ làm cho saponin nó tan mà không tủa. Cho nên chúng ta có option thứ ba, đó là cái option mà hòa tan trong methanol một lượng tối thiểu. Thì bây giờ methanol nó được hòa trong dietinete, thì khi cho từng giọt vào trong này thì nó sẽ gặp dietinete và nó sẽ làm phân tán cái dịch chiết mình ở trong dietinete, nhưng lượng methanol không đủ nhiều để làm hòa tan saponin. Và như vậy khi saponin phân tán gặp dietinete thì saponin sẽ bị tủa xuống và các thành phần khác nó sẽ kém các phân cực, thì nó sẽ tan được trong dietinete. Các bạn hiểu chưa? Và các bạn đang chưa rõ chỗ này không? Cô có thể nói lại cái chỗ mà lúc mình cho methanol vào thì sao? Bây giờ các bạn thấy nè, bây giờ ví dụ như sau khi mà cô lấy cái dịch chiết cồn thì cô sẽ có một cái lớp cắn như thế này, đúng không? Cô có một cái lớp cắn, cắn với chất. Thì nếu mà mình dùng ET mình rót vào ở trong này rồi mình khuấy thì chắc chắn quá trình mình nó sẽ không có tan. Bên nó sẽ không tan trong dietinete và nó cũng chẳng có phân tán tốt trong dietinete đâu, đúng không? Cho nên người ta mới dùng một cái khác là người ta sẽ cho methanol vào trong cái cắn này với một lượng tối thiểu vừa đủ để làm cho cái dịch chiết này nó tan ra, đúng không? Được, methanol là một dung môi bản năng mà, cái hòa trong này thì nó sẽ làm cho cái chất mình nó sẽ tan ra, nhưng mà ở một cái dạng dung dịch rất là đậm đặc ha. Rồi bây giờ cô sẽ có một cái bếp xe khác ở đây. Trong bếp xe này cô sẽ có thẳng sẵn là dietinete. Thì bây giờ cô sẽ rót một cách từ từ chậm rãi cái dịch chiết methanol đậm đặc này vào trong này. Thì khi rót như vậy thì methanol nó sẽ gặp với dietinete, hai dung môi này là dung môi hỗn hòa với nhau, đúng không? À, thì như vậy các chất nó sẽ tan, nó sẽ tan ra, nó sẽ tan ra. Nếu chất nào tan được thì nó sẽ tan trong dietinete, nếu chất nào không tan được nó sẽ bị lắng xuống, nó tủa, nó sẽ tách ra, nó tách khỏi cái chất ở trong cùng cái dung dịch đó. Như vậy thì mà bây giờ nó sẽ xuất hiện cái tủa để chúng ta có thể lọc gạn lấy cái tủa này nè, ba hiểu chưa? Dạ, có phải là nếu mà mình dùng một lượng nhỏ thì mới hỗn hòa được, còn nếu mình dùng lượng lớn thì nó sẽ xảy ra hiện tượng không hỗn hòa như cồn, đúng không? Đâu, em nhầm à. Methanol và ethanol, dietinete là hai dung môi. Methanol là một dung môi vạn năng, ethanol cũng là một dung môi vạn năng. Nếu em sử dụng một cái lượng methanol rất lớn thì lúc này methanol gặp dietinete là nó sẽ hỗn hòa với nhau luôn, và lúc này các chất mình á nó sẽ không gặp, nó cái độ tan, độ kém phân cực của dung môi nó sẽ là ở một cái mức độ là phân cực trung bình, chứ nó không phải là kém phân cực. Bởi vì nếu chúng ta chỉ có khi mà chúng ta cho methanol, ethanol vào, methanol và dietinete sẵn ở trong này thì lúc này dung môi vẫn chủ đạo là dietinete chứ không phải là methanol. Methanol chỉ là một cái dung môi làm cái dung môi dẫn cái chiết của mình đi vào trong này thôi, em hiểu không? Còn nếu mà em sử dụng lượng methanol rất lớn thì lúc này methanol và ethanol có thể một cái lượng nó sẽ tương đồng như nhau. À, methanol và dietinete chứ nó sẽ là một cái dung môi có lượng tương đồng với nhau. Và như vậy với cái lượng dung môi tương đồng như thế này thì nó sẽ không xảy ra quá trình tủa, bởi vì lúc này saponin nó sẽ tan được trong cái hỗn hợp này. Khi cho methanol mà có lượng nhiều thì vào trong cái dung môi thì nó sẽ không làm cho cái dung môi này kém phân cực, bạn hiểu không? Bạn sử dụng một lượng ít thì dung môi trong đó vẫn là dietinete ha. Methanol chỉ là một cái dung môi giá mang thôi để đưa cái chất mình vào trong dietinete để có thể phân tán ra.
Còn nếu mà mình sử dụng lượng dung môi metanol quá lớn, thì khi nó gặp một cái dung dịch DIPBT như vậy thì nó trở nên là hai dung môi này nó hỗn hòa với nhau như thế, và nó làm cho cái độ phân cực thay đổi độ phân cực của DIPBT, thay vì rất kém phân cực thì bây giờ nó sẽ ở một cái mức độ phân cực trung bình, và lúc này tapodi nó tan được luôn chứ không có tủa. Bạn hiểu không? Để hiểu. Các bạn nào chưa rõ không? Các bạn mạnh dạn trao đổi, em có rất là thích như vậy. Nếu các bạn không rõ, các bạn sẽ nói là em chưa rõ nha. Và cái học online cô rất khó để có thể hình dung được là các bạn nắm bài được tới đâu như thế nào, bởi vì ở trên lớp khi giảng cô có thể nhìn vào ánh mắt của các bạn, cô có thể đoán được một chút là à như vậy bạn hiểu hay chưa hiểu ha, mình sẽ nhìn cái ánh mắt mơ màng ngơ ngơ chút xíu. Còn nếu mà học online như vậy thì chỉ cô nói bạn nghe, và nếu các bạn không hỏi lại thì cô không biết được là các bạn có hiểu được, có nắm bài hay không. Rồi như vậy cô có thể đi tiếp được chưa? Thì em đổi methanol có hiểu bằng ethanol có hiểu được không con? Chờ cô chút xíu nha. Sao thầy hả? Hồi nãy cô mới nghe một bạn nào hỏi là em có thể thay methanol bằng ethanol hay không, đúng không? Có phải cô nghe câu hỏi như vậy không? Dạ phải. Thịnh phải không? Thịnh hỏi cô câu đó phải không? Dạ, tại vì em nghĩ methanol thì nó hơi độc. Em đổ hết thịt không? À, thực tế là được nha. Tuy nhiên, em sẽ phải dùng cái methanol, đó là cái ethanol tinh khiết chứ không có dùng ethanol có nước anh nha. Thành hiểu không? Tức là em phải dùng ethanol tuyệt đối. Dạ, yeah, dạ hiểu. Thì trong sản xuất thì đa số cái cồn người ta bán cho mình nó là cồn khoảng 96% là phổ biến. Bởi vì cái loại cồn này thì nó dễ, còn khi mà người ta tinh chế lên một cái cồn khoảng 99% thì 99,9% thì những cái cồn đó nó sẽ rất là đắt tiền và ít phổ biến hơn. Do đó thì cái độ cồn mà sử dụng nó là thường là cồn 96, và khi cồn 96 thì sẽ có 4% nước, và cái 4% nước thì nó sẽ đi vào ở trong cái dung môi thì nó sẽ làm cho cái dung môi của mình nó trở nên là nó có nước cặp đi tê nê tê thì nó sẽ bị đi tê nê tê thì nó sẽ bị tách lớp đấy. Thì cái methanol thường nó sẽ phổ biến hơn, là thường là cái dạng methanol tinh khiết 100% ha. Rồi nó 100% là không đúng, 99,9% trở vậy. Giờ có đi tiếp nha. Cái 5 năm mà nếu mà được học bài này cũng vui lắm, các bạn sẽ được thực tập với cái này. Rồi bây giờ mình chiết cái loại thứ hai đó là cam thảo. Cam thảo thì cam thảo mà mình hay dùng để làm cái gì chứ không? Lớp chiết cái cam thảo mình hay dùng để làm gì? Tạo độ ngọt hả cô? Đúng rồi, tạo độ ngọt là một phần. Cái thứ hai nữa đó là để là làm những cái thuốc giảm ho đó bạn, bởi vì nó có tính chất kháng viêm, rồi phô mai cam thảo, đúng không? Những cái vị thuốc mà nó giảm ho rất là hay, và đặc biệt thì rất là nhiều cái
vị thuốc bắc rồi trong những cái bài thuốc thì gần như là họ đều có cái dược liệu cam thảo này. À, nhưng mà đặc biệt là cam thảo của mình thì vẫn chủ yếu là nhập từ Trung Quốc ha, không phải là cái hàng của Việt Nam. Đấy, thì bây giờ lát nữa thì là trong cái chương mà cái dược liệu cái chứ cái phần mà dược liệu cái chứ saponin á thì cô sẽ nói thêm, nhưng mà bây giờ thì cô sẽ chủ yếu là sẽ đi vào cái phần chiết xuất này. Thì đối với cam thảo nó sẽ có cái saponin, à, đó là cái thức ăn xuất và lưu sinh xuất cái thuộc nhóm oleum. Thì đối với cái saponin này nó có tính axit. Tính axit ha. Thì trong quá trình chiết xuất thì đầu tiên là người ta sẽ chiết xuất bằng phương pháp mà tốt nhất là người ta thấy nhóm kiện với cồn là khoảng 70%, cồn 70%. Rồi thu được chất chiết cồn là khoảng 6 lít. Thì sau đó người ta sẽ thu hồi cái cồn này đi, à, còn khoảng 1 lít. À, như vậy cái 1 lít này chủ yếu là nước, à, chiếm là chủ yếu là nước. Sau đó người ta lại pha loãng với 5 lít nước. À, như vậy tổng cái lượng dịch chiết của mình bây giờ là dịch chiết nước có thể tính là khoảng 6 lít nha. Và bây giờ người ta làm một cái việc đó là rót HCl 10% cho đến pH 2 và khuấy mạnh trong khoảng 5 phút. Lúc này nó sẽ xuất hiện khối các tủa dẻo màu nâu đỏ. Khối này có rất giàu cái glycyrrhizin. Đây, bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Đầu tiên đó là ở cái giai đoạn này thu được dịch chiết cồn, thu được dịch chiết cồn có thể tích 6 lít, sau đó đi khuôn thu hồi cồn rồi hòa lại trong nước mới rót HCl vào. Thì câu hỏi đặt ra là một, vì sao chúng ta lại khuôn thu hồi cồn mà không dùng luôn cái dịch chiết cồn này để cho HCl 10% vào điều chỉnh đến pH 2? Bạn nào có thể trả lời câu này được không? Bạn có thể trả lời ít cô câu này được không? Mình thích được gọi tên hơn ha. Giờ cứ đi tìm người nào mà có cái avatar nó đẹp đẹp, đẹp nó xinh xinh coi thử. Cô Ngọc Nữ Như Ý, cô mời em. Dạ em không biết nha cô. Em không biết, trời, em tìm đồng đội em giúp em xem sao. Không có bạn nào giơ tay phát biểu hết, như vậy nếu lớp có trao đổi có nghĩa là mình sẽ biết được bạn nào có ý đúng, bạn nào có ý sai. Còn nếu không trao đổi thì phần này sẽ được đưa vào trong câu hỏi của bài kiểm tra kỳ nha, cuối kỳ. Rồi bây giờ thì mình sẽ, cô ơi, có phải là do khi cồn mà nó nồng độ nó đặc quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới pH không ạ? Chưa chính xác, chưa chính xác, không chính xác. Cô sẽ dành câu đó, cô rất thích là câu này trong các bài thi, các bạn chú ý nhé. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới phần 3. Chiết xuất saponin với là enpotenol bão hòa nước. Thì nếu mà trong quá trình dạy nha, mà cô hỏi nó không trả lời được, cô sẽ dành những câu đó cho cái phần thi cuối kỳ. Giờ cô biết chưa rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái chiết xuất saponin với enpotenol bão hòa nước. Ở đây chú ý N-butanol nguyên không phải là N-butanol nguyên chất mà là N-butanol bão hòa nước. Dung môi N-butanol đó là dung môi hữu cơ, có độ phân cực trung bình và nó là một cái ancol nha, ancol mà thẳng và N-butanol.
khi cái dimer này thì nó sẽ tan một phần trong nước đó. Khi các bạn hòa butanol với nước thì một phần nước sẽ bị hấp thụ và butanol đó. Mình có thể ngồi trên tủ Google cho cô xem thử butanol có thể hấp thụ bao nhiêu phần trăm nước ha. Và lát nữa mình sẽ trao đổi. Như vậy butanol nó sẽ hấp thụ cái nước vào trong đó. Thì như vậy lý do vì sao mình không nhắc với butanol nguyên chất mà mình sẽ nhắc với butanol bảo hòa nước, bạn nào có thể trả lời giúp cô không? Hay là cũng để câu hỏi này cho cái thi cuối kỳ luôn. Dạ thưa cô, em nghĩ là khi mà mình lắc với butanol bảo hòa nước thì nó sẽ không có bị kéo cái nước lớp nước ở phía dưới của mình lên hả? Ừ, đúng rồi. Cô cảm ơn. Bây giờ cô hỏi tiếp, nếu kéo lớp nước lên thì chuyện gì xảy ra? Cô mời bạn tiếp. Nếu cô kéo lớp nước lên thì chuyện gì xảy ra, Ivy? Dạ, em nghĩ là ở lớp nước đó nó sẽ có những cái tạp mà xâm thực hơn, nó nằm ở giữa đó. Lớp butanol thì nó sẽ bị lỏng những tạp phân cực. Rất giỏi ha, chính xác luôn. Thì như vậy nếu chúng ta chúng ta sử dụng cái butanol mà chưa có bảo hòa nước thì trong quá trình lắc nó sẽ lôi hút cái phần nước ở trong lớp nước để đi vào cái lớp butanol ha. Và khi mà nó hút vào như vậy thì nó làm cho dung môi butanol mình chiết xuất không chọn lọc, chiết xuất không chọn lọc, tất nghĩa coi là nó sẽ lôi các cái tạp tan trong nước đi vào cái lớp butanol. Như vậy nó không chọn lọc, chỉ chiết xuất carbonic, các bạn nhớ không? Đấy. Như vậy trong lớp butanol chúng ta sẽ có gì? Các carbonic đường, các glycosid ít đường khác. Các glycosid là cái gì? Ví dụ các polyphenol nè, ví dụ như rắn đường ha, hoặc ví dụ như là flavonoid có đường chẳng hạn, những cái thành phần mà nó có thể tan được trong trong lớp butanol thì nó vẫn đi vào trong này chứ không phải chỉ một mình carbonyl, các em hiểu không? Đấy. Rồi bây giờ lớp nước thì nó sẽ còn chứa cái gì trong đó? Đó là các cái carbonyl rất nhiều đường. Các carbonic rất là nhiều đường, các glycosid nhiều đường, các polysaccharide, các amin nhiều mới được giòn. Thì ở trong cái đề bài luận án của cô á, thì cô phân lập ra được hai các carbonic mà có 6 đường trong phân tử, tuy nhiên vẫn nằm ở trong lớp butanol bởi vì cô cố gắng lắc càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là khi mà cô lắc cái lớp butanol này nó nhạt màu rồi, vì nguyên tắc khi nhạt như vậy rồi, điều đó chứng tỏ rằng dịch chiết của mình đã dịch chiết của mình đã loại được khá nhiều. Thu được khá nhiều cái carbonic rồi, nhưng cô vẫn cố lắc thêm nhiều lần nữa thì như vậy cô thu được cái carbonic nó nhiều đường như vậy đấy. Và cô để riêng cái này ra cô dùng để phân lập, đó là cái cách mà cô làm, và cô vẫn thu được các carbonic nhiều đường trong đó rồi. Nhưng mà điều này chúng ta cho thấy rằng nếu chúng ta lắc với butanol bảo hòa nước thì các cái glycosid rất phân cực thì nó vẫn có thể nằm lại trong lớp nước các bạn nha. Là bây giờ mình sẽ đi qua về cái chiếc carbonic toàn phần từ tam thất, mục đích để chuẩn bị sang tới lớp mỏng. Trong chương trình học thực tập bài carbonic trước đây thì thầy cô hay cho các bạn thực tập trên cái dược liệu tam thất thôi, bởi vì đây là một cái dược liệu có chứa carbonic thuộc họ nhân sâm và có thể xem như là giá thành bán tương đối rẻ nhất so với cái nhân sâm ha, so với cái nhân sâm. Thì như vậy bộ môn đã cho các bạn thực tập trên đối tượng là dược liệu tam thất ha. Các bạn chờ cô xíu. Để có một cái lớp mỏng đẹp thì nếu chúng ta có thể chiết toàn phần từ tam thất chúng ta chấm vẫn được, nhưng mà nó sẽ có cái tạp, nó sẽ làm cho cái sắc khí chúng ta bớt đẹp đi. Thì ngày đó thầy Nguyễn Kình ha, ở bộ môn mình ha, không biết các bạn có biết thầy ấy không, thì thầy Kình đã làm một cái quy trình để có thể tinh chế được cái dịch chiết của từ tam thất để thu được cái carbonic nó đẹp để làm sắc khí. Thế như vậy đầu tiên là thầy dùng một cái dung môi hữu cơ kém phân cực, đó là chloroform, và thầy chiết dịch liền từ phần các carbon hồi lưu. Thế như vậy khi chiết chloroform, bỏ dịch đi chloroform đi thì nó sẽ lấy loại các tạp gì ở trong này vậy? Nó sẽ loại tạp gì trong này các em?
À đúng, cái tạp kém phân cực của mình nha, là cái tạp kém phân cực, ví dụ như là những cái thành phần chất béo và những cái thành phần rất kém phân cực phải đi. Rồi á, tiếp theo là bỏ rất dễ bay hơi ha, thì phải trải cái một chất liệu ra và bốc hơi calo bọt đi, sau đó cho vào methanol 70% luôn hồi lưu. À, có thể chiết 3 lần và để thu lấy được càng nhiều càng tốt, và các bạn có thể chiết 1 lần nếu mà các bạn chỉ dùng mục đích chăm sóc ký. Lọc qua bông và thu lấy được chiết toàn phần methanol. Rồi, thu được chiết toàn phần methanol thì chúng ta sẽ cần phải loại methanol đi trước khi chúng ta lắc phân bố với N-butanol nước. Bởi vì nếu chúng ta không loại mà chúng ta lắc với N-butanol thì methanol và N-butanol hỗn hòa. Cho nên về nguyên tắc khi lắc phân bố thì thông thường người ta sẽ dùng hai dung môi không đồng tan vào nhau, và gần như 99,9% cái dung môi mà người ta lắc phân bố ha, 99,9% cái dung môi người ta đã phân bố đó là người ta lắc một dung môi hữu cơ và một dung môi còn lại đó là gần như 99% là nước. Như vậy người ta sẽ cô dịch chiết methanol ra, sau đó hòa lại trong nước và lắc với lại N-butanol. Thực tế thì khi mà mình có dịch chiết methanol và mình cô dung môi thì methanol sẽ bay hơi trước, trong đó là còn nước, nhưng cái nước này nó khá là đậm đặc cho nên người ta sẽ pha loãng lại thêm để cho nó quá trình phân bố nó sẽ diễn ra tốt hơn, và người ta lắc phân bố với N-butanol. Bây giờ cái lớp saponin nó sẽ đi lên cái lớp N-butanol này, nó sẽ nằm trong N-butanol và thu lấy cái dịch chiết N-butanol, ha, cua quay đến cắn khô và hòa trong methanol để chấm sắc khí. Đây là một cái dịch chiết saponin toàn phần. Thì với phương pháp này được áp dụng khá là nhiều đối với các dược liệu họ nâng sông, bởi vì các dược liệu này á, thì nó ít cấp lavo và ít các cái glycosid khác lắm, mà nó chủ yếu là saponin. Cho nên cái lớp N-butanol cũng là cái cao chiết N-butanol cũng là cao chiết saponin toàn phần. Thì các bạn chú ý cái này, nếu trong trường hợp mà vài năm nữa mình bắt đầu làm thực nghiệm mình sử dụng cái dung môi N-butanol thì chú ý cho cô những việc sau. Đây là một cái dung môi có cái mùi rất là khó chịu, cực kỳ khó chịu, hít nó vào thì rất là nhức đầu. Cái thứ hai nữa là nhiệt độ sôi của N-butanol cao hơn nhiệt độ sôi của nước, do đó việc cô cấp thủy là không khả thi, và người ta sẽ cô quay với áp suất giảm. Thì cô khi cô quay như vậy á, thì nhiệt độ sôi ta cũng khẳng cái N-butanol cao hơn nước cho nên rất là khó bay hơi. Thì người ta sẽ dùng các phương pháp để có thể làm giảm nhiệt độ sôi của N-butanol mà có thể cô chân không. Bạn nào có biết không? Bạn nào có biết cái cách mà người ta sẽ cô chân không để loại N-butanol không? Ai biết hết. Nên là để dành lại câu hỏi này cho khi cuối kỳ nữa. Thì cái N-butanol có một cái nhiệt độ sôi rất là cao, cho nên để giảm nhiệt độ sôi của nó thì người ta sẽ phối cái dung môi này với nước. Có nghĩa là khi chúng ta thu được cái lớp N-butanol thì chúng ta đổ thêm một cái phần nước tinh khiết vào trong đó. Thì như vậy khi mà cô hỗn hợp này thì nó sẽ tạo ra một cái dung môi mà nó có độ nhiệt độ sôi thấp hơn, và chúng ta có thể cô để loại N-butanol. Thì chúng ta sẽ đi tiếp. Chiết xuất saponin, cái này là không phải là chiết, mà cái này là tinh khiết em mà gọi là phân lập ha, là phân lập với cái saponin bằng cái sắc tố cột của DiHCl20. Thì chúng cũng có đã nói rồi, đây là một cái loại vệ sinh và người ta sẽ nạp lên cái cột ha, và đưa cái mẫu mình sẽ được hòa trong nước nha các bạn, mẫu thì được hòa trong nước và đưa lên cái cột chứa cái hạt DiHCl20 này. Thì ngày trước ở trường mình á, thì thầy Nguyễn Minh Đức á, là thầy bây giờ thầy qua trường có 1 tháng rồi, thầy Đức hồi đó đi làm đi học ở bên Nhật về, cho nên á thầy có rất là nhiều cái thầy mang về rất là nhiều cái hạt DiHCl, vào trong. Và ngày đó khi mà cô làm nhiệm chế viên cho thầy từ năm thứ ba, thì cô nhớ lúc đó là cô đã bắt đầu sử dụng cái hạt DiHCl20 này rồi. Thì khi sử dụng cái này thì cô sẽ cho cái cao chiết dược liệu lên trên này, và cô sẽ bắt đầu, thông thường là cô sẽ ngâm nó vài tiếng đồng hồ để cho nó cái cao chiết nó hấp thụ vào cái hạt DiHCl này, và bắt đầu rửa giải lần lượt với lại các cái dung môi như sau. Đó là dung môi để loại các cái muối hữu cơ đường polysaccharide và tannin, là cô sẽ dùng dung môi đó là nước. Thì cô rửa nước cho tới khi nào cái dịch chiết của cô nó nhạt màu, nhạt chiết nó nhạt màu
Thì như vậy thường cái lượng nước cô sử dụng đó là khoảng 30 lít nước. Ngày đó là đi khiêng nước cất mệt người luôn ha. Đi khiêng nước cất ở dưới chỗ mấy chú mà phòng vấn đề thiết bị mình có cái hệ thống cất nước rồi đó. Thì mỗi lần như vậy thì khiêng ít nhất khoảng 1-2 thùng nước. Rồi sau đó thì loại cái tạp phân cực đi, nó sẽ đẩy hết cái thành phần phân cực ra các bạn. Tiếp tục là cô sẽ tăng dần cái lượng methanol lên. Thì tùy trường phái, có người người ta sẽ sử dụng 30% methanol, rồi có người người ta sẽ tăng lên 50% và tăng lên 70% rồi mới tới 100%. Nhưng mà cô thì cô lười, cô không muốn tách ra từng cái như vậy, bởi vì cô thấy rằng nó không chọn lọc hoàn toàn á. Thì khi mà rửa bằng methanol 30% rồi chuyển lên 70 thì cái một số cái thành phần ở trong methanol 70% đó vẫn có thể rửa giải phân đoạn 30%, và như vậy mình phân tán cái chất mình ở một chút ở trong này, một chút ở trong kia. Do đó thì cô mới đi làm cái việc đó là cô rửa đẩy luôn trong 100% methanol sau khi cô rửa nước. Nhưng trên cái nguyên tắc đối với cục này là chúng ta sẽ rửa giải với cái độ phân cực đó là giảm dần, có nghĩa là methanol tăng dần. Và sau đó, sau khi rửa hết các thành phần sabonin ra rồi, thì bây giờ cô tiếp theo là cô dùng chloroform chẳng hạn, này đúng rồi. Thì cứ chloroform cô sẽ đẩy những cái thành phần kém phân cực ra, cô đẩy các thành phần kém phân cực ra bằng cái dung môi này. Và sau đó cái cục này có thể tái sử dụng lại để làm cái việc khác, có thể tái sử dụng cái cục này để rửa sạch nó bằng cái quy trình ha. Các bạn nếu mà làm thì mình sẽ đi tham khảo cái quy trình xử lý viên ngọc đi ai ông này để mình có thể tái sử dụng lại. Và cái hạt này thì hiện tại sau này khi cô đi học bên Hàn thì cô cũng mang về rất là nhiều ha. Sau này cái trong lớp mình mà bạn nào có làm đề tài với dược liệu cái bộ môn nào mà có cần sử dụng này thì cô có thể cho các bạn mừng, bởi vì cái hạt này có thể tái sử dụng lại. Rồi bây giờ mình như vậy chúng ta cũng sẽ tóm lại một cái quy trình sơ đồ chất xúc sabonin từ cái dao chiết, đó là thu được cái dịch chiết thì cô lấy cao cồn loại hòa trong nước và lọc. Dịch nước sẽ lắc phân bố với dung môi khác nhau. Thì nếu chúng ta lắc phân bố bằng dung môi hữu cơ kém phân cực thì chúng ta thu được chất kém phân cực. Tiếp tục lắc phân bố với chloroform thì thu được những chất kém phân cực, và bắt đầu có một số các sabonin mà tan tốt trong chloroform nó sẽ tan ở trong này. Và lắc với etin sẽ tán thì chúng ta thu được glycosid kém phân cực, và lắc với n-butanol thì glycosid phân cực. Tuy nhiên thì thông thường thì cô chỉ làm tùy dược liệu, ví dụ dược liệu đó là bộ phận lá đi, ví dụ như cô làm lá sâm Việt Nam thì như vậy cô sẽ lắc sau khi hòa trong nước, cô lắc trực tiếp với chloroform, và sau khi lắc chloroform xong thì cô sẽ lắc tiếp với lại etin sẽ tán, và bước sau là cô lắc lại n-butanol. Thì với khi lắc chloroform cô sẽ lọt lại những cái tạp đi chất béo rồi lại gọi những cái tạp chlorophyll ở trong này. Khi lắc etin sẽ tán thì cô sẽ thu được các cái thành phần và các cái flavon ít có trong lá, và đối với lắc n-butanol thì cô thu và một số cái saponin kém phân cực nó nằm ở trong etin sẽ tán. Và sau đó cô lắc n-butanol thì cô sẽ thu được chủ yếu là các saponin phân cực và một số cái glycosid phân cực ở trong này. Đấy. Còn nếu trong trường hợp mà cô làm với lịch củ xong chẳng hạn thì cô sẽ sau khi lắc chiết xong thì cô lắc với dietinete, rồi xong lắc dietinete thì cô nhảy thẳng từ cái giai đoạn này đi qua giai đoạn là butanol, thì cô tự lấy cái sabonin luôn, bởi vì trong cái rễ thì gần như không thấy hoặc là có hàm lượng rất thấp các cái flavonoid. Cho nên mình thấy là tùy trường hợp mình sẽ lựa chọn cái quy trình nào ha, chứ không phải là tất cả chúng ta đều thi cái tuần tự như thế này. Và qua sau khi chúng ta chiết xúc xong thì chúng ta sẽ đi đến giai đoạn phân lập. Thì đối với phân lập có nghĩa là chúng ta sẽ thu được một cái sabonin, có thể là một nhóm các sabonin hoặc là từng cái sabonin tinh khiết. Và như vậy mục đích vì sao chúng ta lại đi phân lập các cái sabonin tinh khiết này để làm cái gì? Vì sao phải đi phân lập tinh khiết ra mà không để không để hỗn hợp đó? Thì như vậy người ta thông thường phân lập chất tinh khiết là để làm thứ nhất là chuẩn, chất chuẩn để mà trong cái phần kiểm nghiệm dược liệu thì người ta cần cái chất chuẩn này. Cái thứ hai đó là người ta cần phân lập để người ta thu lấy cái chất này để nghiên cứu về thành phần học.
tức là mình xác định cấu trúc của thành phần đó, và coi thử là trong dược liệu có cái gì đấy. Như vậy có rất nhiều cái kỹ thuật mà có thể phân lập khác nhau ha. Và để phân lập thì mà mình có một cái để phân lập được đó, mà nó đơn giản hiệu quả thì chúng ta bao giờ làm nghiên cứu chúng ta cũng phải đi qua một quá trình, đó là tham khảo tài liệu. Cái việc tham khảo tài liệu này rất quan trọng, nó sẽ giúp chúng ta rút ngắn cái thời gian nghiên cứu lại, bởi vì những cái gì mà người ta đã nghiên cứu rồi á thì người ta có thể có được rất nhiều cái kinh nghiệm cho mình để học hỏi. Cho nên khi mà mình làm một cái dược liệu thì đầu tiên mình sẽ xác định thử rằng là tôi đang phân lập cái dược liệu gì. Ví dụ như hiện tại có người bạn người ta đang nhờ cô nghiên cứu chiết xuất cho người ta một cái loại cao chiết, thì người ta đưa cho mình là cái một và cái dược liệu sâm Việt Nam, cái thứ hai là cái táo đỏ và cái thứ ba là nhãn sâm. Thì người ta đang nhờ mình đó là làm sao chiết, tìm họ cái cao chiết có ba thành phần này. Thì như vậy mình sẽ phải nghiên cứu khảo sát người ta giống môi nào là giống môi tối ưu, đúng không? Và cái thứ hai nữa là nhiệt, thời gian chiết và phương pháp chiết là cái như thế nào. Thì như vậy mình sẽ xác định người ta cần nhờ mình chiết đảng sâm này. Như vậy đảng sâm thì nó có nhiều thành phần polysaccharide, và muốn chiết được các polysaccharide này thì dung môi tối ưu nhất vẫn là dung môi chất nước. Đấy, cho nên mình thấy rằng là khi mà mình lựa chọn phương cái dược liệu chiết, thì lựa chọn phương pháp chiết, thì mình sẽ xem thử là mẫu chiết là gì. Muốn biết mẫu chiết là gì thì chúng ta sẽ xem cái tên khoa học chính xác, rồi cái thành phần hóa học sơ bộ trong đó. Mục đích chiết saponin thì sẽ chiết các thành phần khác ít lại đi, loại tạp đi. Đấy, ví dụ như các bạn thấy vỏ bưởi đi, trong vỏ bưởi nó có flavonoid cộng pectin, đúng không? Nó có hai thành phần này. Thì như vậy nếu mà chúng ta muốn chiết được cái flavonoid thì chúng ta lựa chọn dung môi đó là cồn, bởi vì nếu chúng ta chiết nước, pectin nó sẽ tan vào trong đó rất là nhiều đó. Cho nên các bạn hiểu được là cái chất của chúng ta chiết là gì, một cái tạp đi theo là gì để mình lựa chọn dung môi chiết cho phù hợp. Rồi về đối tượng nghiên cứu thì mình cũng đã xem là cái chất flavonoid, cái chất mình chiết thì nó có cái độ phân cực như thế nào, nó có bền hay không. Vì sao là mình chiết cái phương cái dược liệu này thì mình đã đun sôi, mà dược liệu kia thì mình đã chiết vào phương pháp ngâm, mình xem thử là nó có bền hay không, mình có thể tan của nó thì tan tốt trong dung môi nóng hay không, ví dụ như vậy. Đó là cái nguyên tắc chung khi mà chúng ta chiết xuất và phân lập. Về trình tự tiến hành thì thông thường người ta sẽ đi theo các bước như sau. Đầu tiên đó là chiết xuất. Thì những cái này hình như các bạn đã được học ở trong cái phần đại cương về dược liệu thầy Trần Hùng dạy rồi, đúng không? Cho câu hỏi này để cô khỏi mất thời gian nhắc lại. Hello, đi đâu hết rồi? Cô đang hỏi một câu rất là đơn giản. Bạn đó nhanh chóng trả lời để mình giảm cái thời gian, mình ngồi chờ đi. Yến ơi, Yến nói lại cô nghe, cô nghe chưa rõ. Dạ, thầy chỉ nói sơ sơ qua, cô nhắc lại. Cô nhắc lại nha, cô nhắc lại. Bởi vì bài cũng còn dài lắm ha, nên cô thầy cô tranh thủ. Thì như vậy, thông thường chiết xuất thì mình sẽ xem thử về cái quy tắc dược liệu rất quan trọng. Ví dụ như có dược liệu cô sẽ để nguyên, nhưng có dược liệu cô sẽ xay ra. Thì như vậy khi nào chúng ta xay và khi nào chúng ta để nguyên? Thì như vậy nếu mà chúng ta càng xay miệng dược liệu thì chúng ta sẽ càng chiết được nhiều, đúng không? Chúng ta càng chiết kịp, nhưng nó sẽ đưa theo rất nhiều tạp. Cho nên nếu mà chúng ta muốn chiết ít tạp thì chúng ta sẽ chọn cái cỡ dược liệu vừa phải. Còn nếu mà mình xay miệng ra tế bào dược liệu nó vỡ ra thì chúng ta gần như tất cả các thành phần, cho dù nó không có tan được trong dung môi đó tốt, nhưng mà vì nó đã vỡ ra, cái tế bào nó bị vỡ rồi thì nó cũng sẽ bị lôi kéo vào trong cái dung môi mình chiết. Cho nên mình thấy là cái quy cách dược liệu nó rất quan trọng, đó là cái cỡ một dược liệu như thế nào. Nó thấy thì thông thường những cái bộ phận dược liệu như là cánh hoa hoặc là lá mà để chiết thì thông thường người ta lựa chọn phương pháp dược liệu thường chiết nóng và chiết nguyên lá luôn để giảm cái lượng tạp đi vào. Về cái dung môi chiết thì đối với cái bản chất của chất mình sẽ thấy là khi nào mình dùng cồn, khi nào mình dùng nước, cồn bao nhiêu phần trăm, đúng không? Ví dụ như vậy, khi nào có
thêm kiềm để tăng cái độ tan của chất mình đó, mình do cấu trúc có tính axit ví dụ như vậy. Thì như vậy cái việc lựa chọn vô môi chiết nó phụ thuộc nhiều vào cái bản chất của cái chất mình cần chiết, thứ hai là cái tạp nữa. Như cô ví dụ trong trường hợp mà flavonoid với lại pectin vào trong vỏ bưởi vậy đó, thì cái flavonoid trong và cái pectin trong vỏ bưởi thì cô nhớ cái thầy cô làm cũng là khoảng năm thứ tư học đại học, lúc đó thầy có giao cho cô một cái nhiệm vụ đó là phân lọc cái naringin từ cái vỏ bưởi, đây là một cái flavonoid từ vỏ bưởi, và thầy yêu cầu mình phân lọc cái chất chuẩn từ naringin. Như vậy cô đã đi đến các cái nơi hồi xưa thành phố Hồ Chí Minh người ta bán rất là nhiều cái bưởi da xanh, bưởi năm roi, người ta bán cái nước ép bưởi năm roi, và mình đi đến những cái nơi đó mình xin cái vỏ về mình phơi ra, rồi sau đó mình chiết mình đi mua cái này, có thể là chiết nóng kiệt với cồn hoặc là chiết nóng với cồn. Thì tổng thường là mình chiết kiệt, chiết nóng kiệt để mình giảm cái sự hòa tan của cái pectin trong đó. Rồi mình sẽ chiết với cồn chứ không phải là chiết với nước. Rồi bây giờ mình chọn kỹ thuật chiết như nóng kiệt đun hồi lưu ví dụ như vậy. Thì phương pháp đun hồi lưu giúp chúng ta tăng khả năng hòa tan của chất và giảm thời gian chiết xuất xuống. Tuy nhiên trong trường hợp những cái chất của mình nó dễ bị hư hỏng bởi nhiệt thì chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp nóng kiệt. Phương pháp nóng kiệt nó có ưu điểm là chiết rất kiệt, tuy nhiên thời gian chiết rất là lâu thì mình sẽ cân đối. Về lựa chọn nhiệt độ chiết thì chúng ta có thể chiết ở nhiệt độ thường hoặc nóng, như cô nói nó cũng phụ thuộc vào bản chất của, thứ nhất là bản chất của hoạt chất mình cần chiết, cái tạp ở trong đó, cũng giống như là cái chất của mình. Thứ hai nữa đó là cái bộ phận dược liệu, bộ phận dược liệu của mình. Nếu mà mình chiết cái bộ phận dược liệu đó mà mình chiết ở nhiệt độ thường thì nó sẽ không qua được, chẳng hạn khi chiết nóng thì nó tăng khả năng hòa tan hơn. Cái này thưa cô gặp một cái trường hợp mà lần đầu tiên luôn, cách đây khoảng 5-7 năm thì cô đi thăm một cái xưởng người ta chiết cái tinh dầu của cây trầm hương. Trầm hương các bạn ha, hương liệu nó trầm hương từ cái cây lá bầu á. Thì khi người ta đi chiết như vậy á, thì khi người ta chiết như vậy thì người ta mới làm người ta xay cái bộ gỗ trầm hương này, và người ta ngâm cái bộ gỗ trầm hương này ở trong cái bồn. Và người ta thời câu hỏi là ngâm bao lâu thì người ta nói là người ta ngâm cái gỗ này khoảng từ nửa tháng đến một tháng cho nó trương nở ra, sau đó người ta mới chừng có cái này là gần như trong phòng thí nghiệm mà mình không thấy luôn ha. Như vậy trong cái gỗ trầm hương thì bắt buộc phải ngâm đủ như vậy thì gỗ nó trương nở ra thì quá trình chiết xuất nó mới dễ dàng đây. Rồi và đặc biệt là mình sẽ có những câu hỏi như khi nào chúng ta chiết xong, chiết khi nào là xong, rồi bây giờ chiết tỷ lệ dược liệu dung môi bao nhiêu, khi nào là xong, thì như vậy mình cũng phải biết cái phương pháp mình kiểm tra khi nào đã chiết hết rồi rồi. Và chúng ta sẽ cô dịch chiết thì có thông thường có thể cô đem đến phát thủy hoặc là cô giảm áp, tức là dùng chất dễ hỏng thì chúng ta cô giảm áp để giảm cái nhiệt độ sôi, nhiệt độ chiết xuống ha, nhiệt độ sôi ha, để làm cho cái chất của mình nó không có bị hỏng. Bây giờ cái bước tiếp theo đó là bước loại tạp và làm dầu dịch chiết ha. Như vậy mình sẽ biết cái tạp của mình là gì, ví dụ như tạp dịp lục thì dùng hương hữu cơ, chất béo dùng hương cơ polyphenol, và tinh bột thì có thể dùng tủa đồng chị xe tác chẳng hạn. Vì vậy mình sẽ thấy là tinh bột thì dùng dung môi chứa ít nước ha. Rồi dịp lục sắc tố thì chiết bằng nước thì nó cũng nước lạnh thì nó cũng giảm cái khả năng tan của nó. Than hòa nó cũng hấp phụ được cái dịp lục sắc tố, chia xe tác nó cũng được tủa đi ha. Các béo kháng phân cực thì lắp dung môi hữu cơ kháng phân cực. Polyphenol thì dùng chỉ acetate salix qua một cây garan để lọc cái tạp này. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái chọn dung môi chiết riêng biệt. Thì với polyphenolic thì người ta dùng hydrobutanol bảo hòa nước. Với saponin thì người ta dùng dung môi kháng phân cực hơn một chút. Tương tự với hydrobutanol người ta cũng có ethyl acetate bảo hòa nước. Bởi vì ethylacetate thì nó cũng hấp phụ cỡ khoảng 8% cái nước, cho nên người ta cũng dùng cái dung môi này để thu được một cái dịch chiết nó có cái tính chọn lọc và có thể kiểm tra thử là mình loại tạp đã tốt hay chưa bằng cái sắc thiết lớp mỏng. Đối với phân lọc thì quá trình phân lọc có thể đi từ phương pháp phân lọc thành các công đoạn đơn giản đến phân lọc thành phần tinh khiết. Đối phân lọc đạt đơn giản chúng ta có thể sử dụng sắc thiết cột với cái giá màng là silica delta thuận hoặc là với cái hạt dia dòng H2O20. Và khi mà phân lọc các thành phần chính
Tetrabenzene thì nó có thể sử dụng cái cột mà ví dụ như là Brad Happy TLC, đó là cái điều chế, cái bán điều chế là semi Brad Happy TLC, semi preparity, hoặc là người ta có thể dùng phương pháp là preparation thin layer chromatography. Đối với là cái preparity thin layer chromatography là một cái bản mỏng mà khác với là cái bản mỏng mình chấm sắc ký phân tích thông thường, là cái bản mỏng này nó có cái lớp silica nó dày hơn nhiều. Và như vậy khi mình lót đi một cái mẫu của mình lên đây rồi mình khai triển ha, thì cái chất của mình nó sẽ tách ra. Và bây giờ mình sẽ chọn cái băng của cái chất mình cần thu, mình cạo cái băng này, thì cái băng này nó sẽ có cái chất mình hấp thụ vào trong silica gel, và sau đó mình giải hết thì mình sẽ thu được cái chất tinh khiết. Và nếu cái chất của mình làm ra rồi mình muốn nó tinh khiết hơn thì có thể sử dụng phương pháp kết tinh, nếu chất đó có khả năng kết tinh, hoặc là tinh chế qua cục SPO hoặc cái cục nhỏ để loại các cái tạp, hoặc là sử dụng phương pháp kỹ thuật khác và kiểm tra tinh khiết, sau đó xác định cấu trúc. Một cái ví dụ phân lập saponin từ bạch tật lê. Như vậy trong bạch tật lê thì nó sẽ có các cái saponin, và như vậy người ta sẽ chiết bằng cồn để thu các cái saponosic ở đó, lớp ambotanol mở thành nước để thu lấy lớp ambotanol, để thu được cái saponin toàn phần. Người ta sẽ thu lấy cái cao này và hòa trong cái dung môi, đó là cái HCl trong methanol, để người ta thủy phân. Ở cái thủy phân như vậy thì người ta mới lắp lần lượt với lại ethyl ha, và thu được cái dịch chiết. Ở dịch chiết này người ta là hỗn hợp các saponin, và cái saponin này thì người ta đi qua cái cột với cái dung môi là chlorophyll để thu được cái saponin khác nhau. Thì đây là cái hình thành sắc khí thu được, đây là một cái dịch chiết toàn phần của saponin. Sau khi thủy phân thì thu được saponin, và người ta thu được cái thành phần đây là neotivolenin, neoecolenin và neotivolenin. Và bây giờ mình sẽ thấy quá trình tinh chế, thì như cô nói có thể sử dụng chì acetat để loại tạp. Ví dụ như saponin mà trong đó có polyphenol thì người ta sẽ dùng chì acetat, thì nó sẽ xảy ra quá trình kết tủa của polyphenol và chì. Và người ta thu được cái hỗn hợp saponin và chì thừa ở trong nước. Phản ứng với dung dịch natri sulfat thì chúng ta loại bỏ được chì, người ta loại bỏ được cái chì sulfat ha, cái chì sulfat. Rồi bây giờ người ta sẽ cho cái saponin và cái natri sulfat thừa này, thì người ta sẽ chiết bằng cái cồn ha. Và các bạn thấy là cồn thì nó không hòa tan cái natri sulfat, thì đó mình sẽ cô đường áp và mình thu được cái saponin toàn phần. Rồi bây giờ cái đối với cái nếu mà có cách nữa, đó là người ta tạo lấy tủa phúc trì saponin, trong trường hợp cái thành phần saponin của mình đó tạo phúc được với lại trì, thì người ta cũng sẽ tạo cái phúc là saponin và trì, và sau đó người ta sục cái khí HIS vào, thì lúc này nó sẽ tạo cái tủa trì xuyên phát, và người ta sẽ lấy cái saponin mà cô nhận áp và tinh chế với lại chung môn như là cồn nước chẳng hạn, người ta nôn nước để thu được cái cắn. Ngoài ra người ta còn có thể dùng phương pháp là sử dụng bột cholesterol, thì có thể các bạn đọc thêm nha, hoặc là dùng những cái bột silic vân vân, thì các bạn cũng đọc thêm. Bây giờ mình qua cái tinh chế và kỹ thuật sắc ký, thì nói chung cái này á, thì bởi vì khi mà học lý thuyết thôi thì các bạn cũng sẽ khó hình dung ra được là mình sẽ làm như thế nào. Thì cái này chủ yếu là cô nói để các bạn nhớ rằng là cô Vân cũng đã từng nói về mình về các phương pháp tinh chế saponin và kỹ thuật sắc ký. Thì như vậy nếu trong trường hợp sau này, nếu như mình thực hiện đề tài hoặc là mình ra đường ra trường, mình có phải làm với saponin, thì mình có thể mở được cái bài này mình xem qua. Hoặc cùng lắm thì alo có điện thoại lên nhắn hỏi cô là bây giờ em có cái như thế thì sẽ có cô có gợi ý, hay là cô có thể hướng dẫn là như thế nào. Thế mình xem sau khi mình thu được có hỗn hợp saponin thì làm cách nào để mình tinh chế từng cái saponin này ra khỏi cái đó. Thì đây ví dụ đây là trên một cái bản mỏng sắc ký, chúng ta có rất nhiều cái thành phần saponin, và mục đích của mình là đi tách từng cái saponin này ra khỏi nhau, hoặc là chúng ta thu ra một cái saponin chính trong này. Thì như vậy các bạn sẽ thấy, nhìn vào cái bản mỏng chúng ta thấy là cái chất mà mình gọi là cái target compound, cái chất đó là có độ phân cực như thế nào.
và mình sẽ lựa chọn phương pháp phân lập cho phù hợp. Nếu tính chất có độ phân cực trung bình hoặc kém phân cực thì chúng ta thông thường sẽ sử dụng silicon và đảo alpha thuận để chúng ta phân lập. Chúng ta nhồi cục, chúng ta đưa mẫu lên thì cục và chúng ta sẽ sử dụng pha động có độ phân cực khác nhau để rửa giải nó ra. Ha. Rồi, trong trường hợp mà acid carbonic rất phân cực ở dưới này thì người ta sẽ ưu tiên sử dụng cái pha tĩnh, đó là cái silicon pha đảo để người ta phân lập. Trong trường hợp nếu mình muốn thu lấy cái saponin từ cái phần alcohol thì dịch chiết của mình cần phải được thủy phân trước để nó tách bỏ phần đường ra, và sau đó chúng ta cũng sẽ phân lập tương tự. Ngoài ra người ta có thể dùng rây phân tử, thì trong trường hợp đây sử dụng rây phân tử khi nào đó là các chất của mình có cái khối lượng phân tử khác nhau. Hai saponin mà đồng phân có khối lượng phân tử như nhau thì không thể nào để phân lập đồng với chất lượng rây phân tử được. Trong trường hợp các chất của mình mà có độ phân cực khác, cái khối lượng phân tử nó trên nhau, ví dụ nó trên 1-2 phân tử đường chẳng hạn, thì lúc này cái cột là này nó trở nên rất hơi hiệu quả ha. Và thông thường thì người ta hay sử dụng cái cột có độ dài càng tốt, vì khi nó dài như vậy thì khả năng nó sẽ phát triển tốt hơn đó. Và các chất khi đi ra khỏi cột thì các bạn có thể kiểm tra bằng những xét nghiệm mỏng đối với các thuốc thử về SARS-CoV-2 có thể liên quan tới cái UV. Các bạn có thể dùng cột pha đảo, phân bố pha đảo như là các bạn dùng cái hạt đi ion B20 ha. Và như vậy các bạn hòa cái mẫu mình trong nước và sau đó triển khai bằng nước từ cái methanol tăng dần để loại cái tất cả. Các bạn sẽ thu được ở đây thì trong trường hợp các bạn thu được cái hỗn hợp, đó là hỗn hợp nè, các cái carbonin chứ không phải là một carbonin tinh khiết. Các bạn có thể dùng cái lớp mỏng cái hóa như cô nói đấy, thì như vậy cái lớp silicon trên cái lớp mỏng thông thường là mỏng thủy tinh có độ dài từ 1 đến vài mm, và mẫu thì ít cho các bạn nha, hòa trong methanol một chấm triển khai. Và các bạn thử hình dung là bây giờ các bạn mỏng như thế này ha. Rồi triển khai lên thì bây giờ triển khai lên chưa hiện màu thì nó sẽ thành bằng cái băng mà mình không có thấy, vì bây giờ sấy là chạy sấy ký xong sấy khô cái bản mỏng thì chúng ta đâu có thấy được cái dấu vết trên này là một cái bản trắng trơn. Thì làm thế nào để biết được cái chất mà chúng ta cần lấy nó nằm ở đâu, thì thông thường người ta sẽ dùng cái kỹ thuật là cắt, người ta sẽ có thể là soi UV, nếu chất đó có UV thì mình có thể biết, còn không thì người ta sẽ làm kỹ thuật là cắt cái phía bên này ra, người ta sẽ hiện màu với một bên này thôi các bạn. Và người ta thấy chất này là cái chất mình cần phân lọc này, thì người ta sẽ cạo cái băng tương ứng có RS ở vị trí đó. Bây giờ tiếp theo đó có phần là định tính và định lượng, định tính và định lượng. Và như các bạn đã được học cái phần tính chất lý hóa của saponin thì các bạn thấy rằng saponin là những cấu trúc mà trong phân tử gần như không có nối đôi, rất ít nối đôi, và đặc biệt là không có vòng thơm. Chính vì vậy nó sẽ không có những cái đặc điểm, những cái phản hóa học mà nó đặc trưng như trong trường hợp của các cái hợp chất polyphenol. Và chủ yếu các cái tính chất người ta dựa vào những cái tính chất sau thì mình có thể được tính. Đó là thứ nhất là tính chất tạo bọt, thì dựa đến khả năng tạo bọt bền của saponin, người ta có thể định tính saponin bằng cái tính chất tạo bọt, và người ta có thể xác định chỉ số bọt. Đối với tính tạo bọt thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải thực hiện phản ứng đúng để chúng ta không bị dương tính giả hoặc là âm tính giả. Tính chất thứ hai đó là tính chất phá huyết. Tuy nhiên tính chất này nó có một đặc điểm là không phải saponin nào cũng có tính chất phá huyết, nhưng mà tính chất này nó được ứng dụng để định tính một dược liệu đã biết rằng có tính phá huyết. Ví dụ như một cái dược liệu là người ta nói là cam thảo có tính phá huyết chẳng hạn, nhưng mà khi chúng ta đi định tính cái dược liệu cam thảo mà tính phá huyết không thấy, chúng ta có thể có quyền nghi ngờ rằng dược liệu này đã bị người ta chiết bớt hoặc chất rồi, không còn hợp chất nữa, hoặc là mình là tính phá huyết còn yếu quá thì có thể hàm lượng ở trong này nó thấp chẳng hạn, và người ta có thể xác định chỉ số phá huyết. Tính chất thứ ba là tạo bức với cholesterol. Tuy nhiên cái tính chất này nó không đặc hiệu cho nên người ta cũng không cần sử dụng tính chất này nữa. Tính chất thứ tư đó là phản ứng màu. Thì thông thường đúng ống nghiệm người ta sẽ phản ứng Sankovsky hoặc là Lehmann-Bouchard. Trên bản mỏng thì có thể tương tự là ASTS. AS là aniline sulfate, VS là vanillin sulfate,
AA là Alexander Hexen Fit, còn VB là Vanillin Acid Phosphoric hoặc là Acid 24, có thể là 5-10%. Rồi, và cuối cùng đó là định tính bằng sắc khí lớp mỏng hoặc bằng kỹ thuật HPLC. Về định tính tạo bọc của saponin, người ta dựa trên một cái nguyên tắc chung như thế này. Saponin có tính chất tạo bọc bền ở trong môi trường là nước, cho nên người ta sẽ thực hiện với là dịch chiết nước để thử nghiệm tạo bọc. À đó, thì như vậy dịch chiết của mình phải không bị có cồn, nếu có cồn thì cồn nó sẽ bị phá bọt và gây ra âm tính giả. Ngoài ra protein và polysaccharide là hai thành phần cũng có khả năng tạo bọt như saponin, cho nên người ta sẽ lựa chọn dung môi chiết đó là cồn 70%. Thì để tủa đi cái protein và polysaccharide này đi, do đó khi thực hiện định tính tạo bọt thì người ta không chiết bằng nước để tránh dương tính giả. Các bạn nắm được chỗ này nhớ nha, mình sẽ hỏi thầy phần này. Đợi. Để thực hiện cái này cô đã nói rồi ha, để thực hiện cái quy trình này thì cái này mình đã nói rất là nhiều lần ở trong cái phần trước rồi ha. Thì như vậy mẫu của mình sẽ được chiết với dung môi lọc cồn bằng thường thường bằng phương pháp là đường cách thủy, và lọc lấy dịch chiết bóc hơi cồn đi như vậy để loại bỏ cồn, tránh là nạc dương tính giả, âm tính giả, và pha loãng với dịch chiết nước và lắc trong cái điều kiện quy định. Thì thông thường người ta hay sử dụng cái ống nghiệm size 16, tức là chiều cao 16 cm và đường kính miệng ống là khoảng 1.6 cm, lắc dọc theo chiều ống nghiệm, lắc như thế nào hay lắc dọc theo chiều ống nghiệm ha, không có xoay tròn, không lắc qua lắc lại. Rồi thì người ta sẽ quan sát ở trong khoảng là 15 phút, 30 phút và 60 phút. Nếu 60 phút vẫn còn bọt thì chứng tỏ saponin này có tính tạo bọt rất là mạnh, hoặc là dược liệu có hàm lượng saponin cao. Về xác định chỉ số bọt, chỉ số bọt được định nghĩa là gì? Là số ml nước để hòa tan saponin có trong 1 gram dược liệu. Điều này nó sẽ tương ứng với độ pha loãng của dược liệu. Và khi lắc thì cho cục bọt cao 1 cm, tiến hành theo điều kiện quy định. Và điều kiện quy định là gì? Một thì phải xay qua một cái cỡ xay như thế này. Chiết thông thường là 1 gram và 100 ml nước sôi, đun một lần 30 phút, lọc nóng để nguội và lấy cái dịch nước này để bắt đầu làm thử nghiệm. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao trong định tính chỉ số bọt lại không dùng dung môi là cồn mà lại đi dùng dung môi là nước? Bởi vì chúng ta đã biết rằng dược liệu của mình trải có saponin rồi, đúng không? Cho nên người ta sẽ sử dụng luôn đó là sử dụng cái nước để chiết. Và bắt đầu người ta sẽ cho vào các cái ống nghiệm, người ta sẽ bắt đầu cho vào các cái ống nghiệm, ta sẽ chiết 1 gram 100 ml, thu được dung dịch 1%, và người ta sẽ chuẩn bị một cái dãy ống nghiệm như sau. Như vậy ống đầu tiên thì người ta sẽ cho 1 ml dịch chiết, ống thứ hai 2 ml, cho tới ống 10 là 10 ml dịch chiết, và lần lượt bổ sung từ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ml nước vào. Sau đó người ta lắc đều lên. Như vậy các ống này đang được người có được pha loãng giảm dần, đúng không? Và bắt đầu người ta sẽ lắc theo quy định. Người cũng nhớ là trong này nói là lắc trong vòng 15 giây được 30 lần. Tốc độ lắc rất là cao. Và sau 15 phút người ta sẽ tìm cái ống nghiệm mà có cái cục bọt cao cỡ khoảng 1 cm. Đây, ví dụ như vậy. Thì bây giờ người ta sẽ tính chỉ số bọt. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra khi mình đi tìm cái ống nghiệm có cục bọt cao 1 cm? Các bạn nào có thể trả lời? Anh có thể trả lời không? Cô anh nghĩ là có 3 trường hợp, một cái là không tạo bọt, một cái là tạo bọt bền, một cái không bền. Một cái là không tạo bọt, một cái là tạo bọt bền, một cái không bền. Một cái tạo bọt không bền có nghĩa là sau 15 phút không thấy ống nghiệm nào có bọt hết. Rồi còn gì nữa? Em nghĩ được như đó. Cô cảm ơn Quang. Rồi cô mời bạn khác nè. Sôi nổi lên một chút ha, cuối tuần rồi nha. Học cả tuần cũng mệt rồi, bây giờ mình làm sao cho nó vui vẻ lên một chút em ha.
Cô em nghĩ là có khi nào hai ống nghiệm nồng độ khác nhau nhưng mà nó tạo ra cái bột có cái gì cao bằng nhau? Có thể có, với điều kiện bạn làm sai. Bạn làm sai, bạn làm sai thao tác, bạn lắc không đều. Khi thực hiện thí nghiệm này, các bạn sẽ coi cái bài thực tập mà cô có quay video cái bài tập bên á, là các bạn sẽ cầm cái ống nghiệm của mình lắc hai, dùng hai tay mình lắc cùng một chút luôn, và như vậy cùng một người lắc thì như vậy nó mới chính xác. Cô khi này không có nghiệm nào mình có cục bột là một cm. À, cô nghe lại Yến ơi, Yến nói rõ, cô nghe chưa? Dạ, ý là có. Có nghiệm nào mà nó không có được 1cm, nó có thể lớn hơn, nhỏ hơn. Đúng rồi, chính xác con ha. Cô cảm ơn Yến về các trường hợp có thể xảy ra. À, vui vẻ, chính xác luôn, cái này khỏe ha. Tự nhiên cái ống nghiệm đúng 1cm luôn, như vậy nghiệm số 5 chẳng hạn. Thì nó quá happy rồi, đó là trường hợp 1 ha. Rồi, cái trường hợp thứ hai, có thể xảy ra, đó là ống muốn nồng độ đậm hơn thì cao hơn 1cm, ống 5 nồng độ thấp hơn thì dưới 1cm. Như vậy trường hợp này chúng ta sẽ vẽ một cái biểu đồ để chúng ta tính. Rồi, thêm một trường hợp nữa, đó là tất cả các ống nghiệm đều có cục bột cao hơn 1cm. Thì như vậy thì làm cái gì? Nếu mà tất cả ống nghiệm đều có cục bột cao hơn 1cm thì chúng ta phải làm gì để xác định? Cô mời một bạn. Tô Văn Thịnh. Ê, cô nghe không cô? À, cô nghe. Thì cô là nếu cái cục bọt của mình nó cao hơn 1cm. Ừ, tôi cục. Nếu tất cả các ống nghiệm đều có cục bọt cao hơn 1cm thì phải làm gì em? Ta loạn tiếp hả cô? Đúng rồi, chính xác hả? Chúng ta cần phải đi ta loạn tiếp nha. Nếu tất cả các ống nghiệm đều có cục bọt cao hơn 1cm thì chúng ta cần phải đi ta loạn. Đây em ha. Rồi bây giờ trong trường hợp tất cả các cục bột đều thấp hơn 1cm nữa, đây là một cái trường hợp nữa, thì trong trường hợp này chúng ta nói rằng chỉ số bột của chúng ta dưới 1/100, chỉ số bột của chúng ta dưới 1/100. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái xác định chỉ số bột đây các bạn xem ha. Ví dụ như ống bóng là cao 0.8, ống 5 là cao 1.3, thì chúng ta sẽ tìm một ống bình vàng cỡ 4.4, thì cái này chúng ta vẽ ra chúng ta tính nha. Đó. Trên thực tế, trên lý thuyết thì phải thực hiện lại là đi pha cái ống có nồng độ cỡ trên này nè, rồi đo lại coi. Nhưng mà thực tế thì mình sẽ phải nội suy thôi. Bây giờ qua định tính phá huyết. Thì cái định tính phá huyết là nguyên tắc là khi phẫu thuật không có tính phá huyết hoàn toàn thì trong dung dịch đẳng trương vẫn còn một số hồng cầu nguyên trạng và sẽ lắng xuống đáy tiết cặn màu đỏ sau một thời gian nhất định. Chờ tôi chút xíu nha. Tôi có chị để sẵn cái tiền chị đang chạy á, em cứ lên rồi chị để lên bàn nha. Rồi. Như vậy thực hiện của định tính phá huyết đó là thực hiện trong môi trường dung dịch đẳng trương. Bởi vì nếu chúng ta dùng trường trong dung dịch ưu trương hoặc nhược trương thì hồng cầu nó cũng khả năng bị vỡ. Và khi mà không có tính phá huyết hoàn toàn thì một số hồng cầu vẫn ở tình trạng là nguyên trạng và sẽ lắng xuống đáy tiết. Sẽ hình thành nên một cái cặn màu đỏ sau một thời gian nhất định. Thì khi không có tính phá huyết hoàn toàn thì điều này có nghĩa là có thể rằng nồng độ của hạch của cái mẫu của mình nó không đủ cao. Như vậy một số cái hồng cầu nó có khả năng tiếp xúc với lại cái saponin, một số thì không, dẫn đến trường hợp đó là một số saponin nó có một số cái saponin nó không tiếp xúc được với hồng cầu, như vậy nó không có làm cho cái dung dịch chúng ta vỡ hết. Và khi mà vỡ hết thì nó làm cho cái ống nghiệm của chúng ta nó trong suốt như vậy. Và dưới đáy ống nghiệm là những cái mảnh vỡ nha, mảnh vỡ cái hồng cầu. Và như vậy khi mẫu thử có tính phá huyết hoàn toàn, tất cả hồng cầu bị phá hủy, hemoglobin thoát ra bên ngoài, nhuộm hồng dung dịch như thế này, nhuộm hồng dung dịch và nhuộm hồng dung dịch đặc trưng,
không có hồng cầu mà lắng xuống dưới đáy tiếp. Đây, à, như như vậy chỉ còn cái xác hồng cầu thôi, và như vậy chúng ta có thể quan sát được. Đó là cái cách. Thì như vậy nguyên tắc thực hiện đó là người ta sẽ thực hiện trên cái môi trường là đẳng trương với một cái dung dịch máu đã loại bỏ fibrin để tránh cái fibrin lắng xuống đáy tiếp lại đường xa cái quả. Và máu động vật thì thông thường người ta hay sử dụng máu động vật có sừng, và bộ môn mình thì hay thực hiện máu cừu này, thì bộ môn cũng đang đặt cái máu cừu cho lớp mình. Bởi vì khi vào học thực tập trong tuần này thì tuần đó sau 29 tháng 11 thì lớp mình sẽ được học với cái bài Saponin trước, và cần phải chuẩn bị dung dịch máu để các bạn làm cái lịch tính tất huyết. Tuy nhiên thì cô không biết có hả, thì phòng thì các bạn nhận được thông báo gì về cái kế hoạch học tập chưa? Lớp mình có nhận được cái thông báo gì về kế hoạch học tập chưa? Được, các bạn quay trở lại chưa? Dạ chưa cô. Đang chờ trường quay xe cô. Đang chờ trường quay xe à? Các bạn ở tỉnh hay ở thành phố vậy? Dạ tỉnh ạ. À. Em tỉnh ạ. À, đa số là các bạn ở tỉnh rất là nhiều đúng không? À, thì như vậy thì ở tỉnh hiện tại tình hình dịch bệnh ở tỉnh như thế nào thì các bạn? Tỉnh em nó cũng đang bùng phát cũng khá là dữ dội. Tỉnh nào Thịnh Quang ơi? Quang ở tỉnh nào? Em Bình Định nè. Ồ, Bình Định. Rồi ở ngoài đó mà khi mà khu vực có dịch thì người ta phong tỏa không? Hay là người ta chỉ phong tỏa cái hộ gia đình có dịch thôi? Phong tỏa ạ, thậm chí là trên trường cũng có những ca dính, thì lớp nào mà dính F0 thì sẽ cách ly lớp đó rồi cho học tiếp. À, tức là ngoài Bình Định là vẫn đang học qua hả? Dạ, những cái trường cấp 3 vẫn còn đang dạy hả cô? À, tức là họ dạy từ trước tới giờ chứ chưa từng nghỉ học như trong Sài Gòn dạ, đúng không? Không có nghỉ, nhưng mà giờ mới học lại tầm 1-2 tuần nay. À, và ở đâu mà có ca dương tính thì lúc đó người ta sẽ cho cái lớp đó nghỉ, hay là cho sinh viên, cho học sinh đó nghỉ thôi? Dạ, lớp đó nghỉ luôn cô. À, cho lớp đó nghỉ luôn. Dạ. À. Và nếu mà em phải đi vào Thành phố Hồ Chí Minh thì em có đi được không? Có đi lại được không? Dạ, tại vì thành phố cũng mới tổ chức tiêm vaccine vào hôm qua rồi, cho nên là em nghĩ là em có thể đi được. Nếu mà khu em không dính. Em mấy mũi rồi? Dạ, em hôm qua mới tiêm mũi thứ hai. Còn bằng yếm thì sao? Trương sẽ tiêm bằng yếm. À dạ, chỗ em giờ số ca nhiễm tăng lên. Yếm ở tỉnh nào? Vũng Tàu. Vũng Tàu. Em cũng không biết là tới lúc đó em có lên được không nhỉ? Hơi căng ha. Nhưng mà khi mà nhà trường cho cái này thì các nhà trường có làm cái khảo sát gì với các bạn không? Khảo sát ý kiến hay gì không? Nên là nhà trường cho một cái thông báo luôn. Rồi thông báo cô khảo sát thì mở xí xong đóng khảo sát luôn, dừng đóng luôn. Không, giờ mình cũng cứ chờ thử, thầy cô cũng xem chờ thì có quay đầu xe. Thì mình đang nói về cái chuyện là thầy cô cũng sợ rằng các bạn vô học thì phải lo đi chuẩn bị đấy, thì cũng đã đặt người ta bán mình cái dung dịch máu cừu ha, để làm cái thí nghiệm. Rồi, thì thường các cô ở đây sẽ pha máu thành dung dịch treo khoảng 2% bảo quản mát tủ lạnh ha, để mà thực hiện cái lịch tính tái huyết. Thì lịch tính tái huyết người ta có thể thực hiện trên 3 cái. Thứ nhất là trên lăng kính ha, người ta quan sát cái kính hiển vi. Thứ hai là thực hiện trên cái ống nghiệm ha, để xem cái hồng cầu nó lắng động và có thể thực hiện tái huyết trên dễ vị trí thạch máu. Rồi căn cứ vào cái đường kính vòng phá huyết thì người ta có thể đánh giá được cái nồng độ tối thiểu của dịch thử gây nên sự phá huyết hoàn toàn. À, và người ta đưa ra cái khái niệm định lượng và phá huyết trong dịch thử nghiệm, thì người ta có gọi là chỉ số phá huyết ha. À, chỉ số phá huyết là đánh giá được ống nghiệm phá huyết đầu tiên và hoàn toàn. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy đối với lại cái chỉ số bọt ha, thì là độ pha loãng của 1 gram dược liệu để tạo bọt 1 cm thì hơn mất 15 phút tiến hành điều trị quy định. Còn đối với chỉ số phá huyết thì là số ml dung dịch đệm
để hòa tan cái chiếc dược liệu ấy, hòa tan acetylene có trong một gam dược liệu. Đây là sự phá huyết đầu tiên và hoàn toàn nha. À, với một loại máu đã chọn tiến hành theo được quy định, bởi vì loại máu khác nhau kết quả nó sẽ khác nhau ha. Thì như vậy đối với chỉ số bọt thì chúng ta có dịch thử cộng dung môi, còn chỉ số huyết thì dịch thử dung môi và dịch máu, đó là các sự khác nhau. Bây giờ chúng ta quan sát ở đây thì đây là một cái đĩa petri, chúng ta sẽ đổ một cái thạch agar, trong đó người ta có cho máu vào trong đó ha, để dịch treo máu thì cho vào, ta đục những cái lỗ như thế này, 1, 2, 3, 4 cái lỗ không dính ở giữa là dính dung dịch thực, dung dịch gọi là trứng. Ở đây thông thường thì chúng ta sử dụng đúng muối sinh lý 0,9%, đó là cái dung môi mà chúng ta chiết xuất dược liệu. Và bây giờ chúng ta sẽ nhỏ lần lượt trong những cái giếng này với cùng một cái thể tích của dịch chiết khác nhau, có nồng độ khác nhau, và chúng ta sẽ đi quan sát. Như vậy chúng ta sẽ thấy nếu nó có khả năng phá huyết thì cái đường kính này nó sẽ trong, cái màu của cái nó trong rồi. Như vậy đường kính nó càng lớn ha, đo cái đường kính này thì cái đường kính này mình nó càng lớn thì chứng tỏ cái tính phá huyết nó làm sao càng lớn ha. Ngoài ra thì người ta sẽ thực hiện trên cái ống nghiệm thì chúng ta phân biệt cái từ, dùng cái từ là không phá huyết hoàn toàn và phá huyết hoàn toàn. Không phá huyết hoàn toàn tức là gì? Dịch chiết của mình, saponin của mình có tính phá huyết nhưng không nhưng có tính phá huyết ha, có tính phá huyết nè, đầu tiên là nó có phá huyết nhưng nó không hoàn toàn, không phá huyết hoàn toàn là bởi vì có thể là nồng độ nó chưa đủ đậm đặc ha. Còn cái từ phá huyết không hoàn toàn nghĩa là bản chất là có lúc thì phá huyết, lúc thì không, thì dùng cái từ là phá huyết không hoàn toàn còn trong trường hợp phá huyết hoàn toàn có thể là dung dịch tạo được, ví dụ trong suốt nhưng có màu đỏ do hemoglobin nó phóng thích ra. Đối với chỉ số phá huyết thì người ta thực hiện trên ống nghiệm với nồng độ từ thấp đến tăng dần. Và như vậy nếu cái ống nghiệm mà còn không phá huyết hoàn toàn thì dưới đáy ống nghiệm sẽ có lắng đọng hồng cầu. Còn trong trường hợp ống mà phá huyết hoàn toàn thì ống đó là cái nồng độ thấp nhất so với những cái ống còn lại, đúng không? Và nó làm cho chúng ta trong suốt, không có hồng cầu lắng đọng. Bây giờ qua cái định tính bằng cái tổng màu thì bây giờ cô mời các bạn giải lao cỡ khoảng 5-10 phút ha, rồi chúng ta đi vào cái định tính định lượng được không?